trong cái phần trình diễn này đó là Tóc Tiên hóa thân thành một gọi là sát thủ và lời đối đầu với một loạt 8 tới 10 anh nam, rất là ai cũng rất là buff, rất là khỏe mạnh, mà Tiên hết dùng hết tất cả những kỹ năng để mà đấu và cuối cùng là kill all. All kill hết, giết hết tất cả mọi người. Lúc đó thì cô Merito vẫn chưa nói cho Tiên là mình phải làm cái ID gì đâu. Mọi người bảo rằng là bây giờ em phải mang cái harness, em phải tập đu, tập ở aerial, không phải là chỉ bình ngoài 10 tiếng tập với dancer bình thường, với cô Shonda và dancer, làm quen với lại cái harness và làm quen với cái chiều cao, khi mà được cứ kéo lên cái xuống và tập, phải là đánh võ sao cho có vẻ là không phải là đẹp nhất mà là đánh võ sao cho nó chính xác nhất. Đây là cái bài hát mà khó nhất trong suốt 6 năm Tóc Tiên tham gia hoạt động với tư cách là ca sĩ của trung tâm Thúy Nga. Bài của Don hát trước tiên là bài Nụ Cười Em Ngày Đó, coi như là về tình yêu nồng nàn của những người yêu dành cho nhau. Don mặc áo màu đỏ là một màu rực lửa, còn anh Minh là mặc áo màu xanh, màu của nước mắt. My song is about falling tears, so it's supposed to look like very liquid-like and like tears falling and dropping. And I just kind of put it on one by one. My little niece helped me here and there, and my family too. So it turned out very good, and it was worth it for the show. Đây đã là lần thứ 7 trung tâm Thúy Nga thu hình tại rạp Access Theater của Planet Hollywood. Nhưng lượng khán giả đổ về từ khắp nơi trên toàn thế giới để đến tham dự hai show ghi hình Paris by Night 115 lần này vẫn không hề thua kém những lần trước. Đây là một sự vinh hạnh của trung tâm Thúy Nga khi vẫn tiếp tục nhận được sự yêu thương và sự ủng hộ nồng nhiệt của quý khán giả khắp mọi nơi. Nhà này thì có 5 người, trong đó có 3 người chính là tôi, Ngô Hồng Quang, anh Nguyên Lê, nhạc sĩ hòa âm phối khí và chơi guitar, và một nghệ sĩ nữa chơi trumpet, đó là anh Cường Vũ. Ngoài ra còn có hai người anh em, họ người Nhật, họ sống tại Mỹ, một người chơi guitar bass và một người chơi trống. Chúng tôi đến đây bởi vì chương trình này thì anh Nguyên Lê đã gọi chúng tôi và chúng tôi hội tụ lại để chơi cùng nhau. So that means that when we get together, we are kind of prepared, and we had a 2 hours rehearsal. Those songs are traditional songs that my mother used to sing to me when I was a child. So it's more arrangement, which is like rewriting the thing. It took me maybe 1 week on each song. I'd like to share this beauty with the rest of the world. Hoàng Kiều, chủ tịch tập đoàn RAAS, là nhà bảo trợ chính của chương trình Paris by Night 115 Nét Đẹp Á Đông Asian Beauty. Qua lời mời đặc biệt của ông, đã có sự xuất hiện của Miss World 2014, Miss United Kingdom 2014 và Miss World America 2015. Hello, my name is Victoria Mendoza and I'm Miss World America. Asian beauty to me is no different than any other beauty. I think that we're all the same and beauty comes from within. I'm Marlene Strauss and I'm the current Miss World. The one thing that I also think resembles Asian beauty is to be really excited about the little things in life. Whether it is to see your family, to see your friends, to go sightseeing, to take a picture. And I think that is something that every woman should do in her life, because happiness at the end of the day changes you into a beautiful woman. I'm Karina and I'm Miss United Kingdom. For me, Asian beauty is purity, it's kindness, it's selflessness, and that's what embodies an Asian woman for me.